Mặc dù phải gặp đội tuyển Anh ở vòng 1/8 Euro sắp tới, nhưng Joachim Löw vẫn rất lạc quan khi nói về cơ hội giành chiến thắng của Đức. Tôi không có gì phải lo lắng cả, bởi đây là một trận đấu hoàn toàn khác. Hôm nay, Hungary chơi bóng theo kiểu dựng xe bus, nhưng trước đối thủ là Anh, mọi chuyện sẽ rất khác. Họ có ưu thế sân nhà, họ muốn chờ tấn công, nên đây sẽ là một trận đấu rất cởi mở. Vòng bảng cũng đã khép lại, giờ là lúc chúng tôi cần phải tập trung cho chặng đường phía trước. Màn trình diễn của chúng tôi chưa thực sự tốt như kỳ vọng, nhưng nếu chúng tôi chứng tỏ hết năng lực như đã từng làm trước Bồ Đào Nha, chúng tôi sẽ chẳng ngán ngại bất kỳ đội bóng nào. Vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa Hungary rạng sáng nay, Jamal Musiala đã thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Đức. Cụ thể, ở tuổi 18, 117 ngày, tài năng thuộc biên chế Bayern Munich trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho tuyển Đức ở một giải đấu lớn, tính trong cả khuôn khổ Euro và World Cup. Hồi tháng 2 vừa qua, Jamal Musiala là tâm điểm của truyền thông khi từ chối đội tuyển Anh để lựa chọn phục vụ cho tuyển Đức. Ngôi sao tuổi teen này sinh ra ở Đức nhưng trưởng thành tại xứ sương mù và cũng đá cho Anh ở các cấp độ đội trẻ. Lần đầu tiên Jamal Musiala lên tuyển là vào tháng 3 và có màn ra mắt trong chiến thắng Iceland 3-0 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Robert Lewandowski đi vào lịch sử bóng đá Ba Lan ở trận thua Thụy Điển, cụ thể với 2 bàn thắng ghi được. Lewandowski vượt qua Lasiskowski trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đại bàn trắng ở đấu trường Euro. Cầu thủ chạy cánh của câu lạc bộ Vissel Kiev, Jakub Lasiskowski đã có được 3 bàn thắng qua các kỳ Euro. Tuy nhiên, Lewandowski đã trải qua một trận đấu thất vọng trong ngày mà mình đi vào lịch sử, bởi trận thua Thụy Điển khiến đại bàng bị loạn ở vòng bảng. Lewandowski và các đồng đội chia tay nhà hội bóng đá lớn nhất châu Âu với vị trí chót bảng E. Họ chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận với 2 trận thua và 1 trận hòa. Tây Ban Nha đang tỏ ra cực kỳ vô duyên với những tình huống 11m khi Morata trở thành nạn nhân tiếp theo. Tính cả Moreno và Morata, đội tuyển đến từ xứ sở đấu bò đã sút trượt 5 quả phạt đền liên tiếp. Trước đó, Sergio Ramos thực hiện không thành công 2 quả 11m, còn lại là thuộc về cầu thủ trẻ Aben Ruiz. Vấn đề với Luis Enrique có lẽ lúc này là ông không có cái tên nào đủ độ tin cậy hay nhận trách nhiệm sút 11m ở cấp độ câu lạc bộ. Nếu khả năng sút phạt đền không được cải thiện sớm, Tây Ban Nha có thể sẽ gặp khó khi bước vào vòng knockout. Theo nhiều nguồn tin, Lionel Messi đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2023. Theo nhà báo Fabrizio Romano hay Nicolas Skira đều khẳng định, huyền thoại người Argentina sắp sửa đặt bút ký vào giao kèo mới, có thời hạn đến mùa hè 2023. Lúc này, đôi bên đang sửa một số điều khoản và việc đưa ra thông báo chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian. Với bản hợp đồng kéo dài thêm 2 năm, Messi sẽ gắn bó với Barcelona đến hết quãng thời gian thi đấu đỉnh cao. Thời điểm giao kèo giữa đôi bên kết thúc cũng là lúc Messi bước sang tuổi 36, đồng thời vừa trải qua kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp vào năm 2022 ở Qatar. Khi đó, Messi hoàn toàn có thể thực hiện ước mơ đến với nước Mỹ chơi bóng hay hồi hương ở quê nhà Argentina. Ronaldo đang tiến gần hơn tới việc rời Juventus để chuyển sang PSG khi mà siêu cò Jorge Mendes sẽ bay sang Italia trong ít ngày tới để đàm phán về việc ra đi của CR7. Đây là thông tin mà tờ Corriere dello Sport đăng tải trong bối cảnh tương lai của Ronaldo đang là dấu chấm hỏi. Trong trường hợp khâu đàm phán diễn ra êm đẹp, rất có thể Ronaldo sẽ rời Juventus để chuyển đến PSG. Nếu như chuyển tới PSG, Ronaldo sẽ có cơ hội bổ sung thêm chiếc vô địch Lyon và bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Cho đến nay, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã bỏ túi các chiếc vô địch tại Anh, Tây Ban Nha và Italia.